người đẹp San Jose đang đi tưới cây. Như này cứ quay cho vui, ok. Nước đó là nước ở trong nhà tắm ra, ok. Có nghe mùi không bà chủ? Đó là nước từ nhà tắm ra. Cái cây đó là em sống trồng bự ra mà em để đó vậy? Dạ hả? Dạ hả? Nhà này sân đẹp quá. Trồng dùm bụi chuối với lại rồi bụi chuối với gì quên rồi. Với lại thanh long được rồi. Tại em thích, đúng rồi, nếu em thích thì em ăn. Công nhận là nó đẹp nhưng mà nó chỉ có nở có mấy tiếng thôi. Nở có tí, nó có một ngày hả? Nhưng mà thích ăn cho mới được. San Jose Garden, Beach Garden. That one waste money. The thing right there. No need to do that. Sẵn hồ sơ. Cholesterol nó đã cái này nó đã có sẵn những cái này trong đây rồi, ok. Rồi cái này là cái mà nó đi chung với cái này, nó cái package. Nhưng mà bây giờ chị mua cái này nó có chịu cho chị mua không, mà nó bán mất rồi. Đâu có biết, nên mình hỏi nó được xong rồi chấm câu để đó chờ tụi bay thôi, đâu có ấy. Thì cái này là cái rẻ nhất là cái 500, nhưng mà chị hai không muốn cái này, nhưng mà bây giờ nếu mình mua cái này để mà mình có cái planning board, thì hai muốn cái planning board thì mình phải lấy cái này, mình mới có cái này, hoặc là mình vừa lấy cái này á thì nó có cái power gate. Nhưng mà nó nói á là mình lấy cái này không, hoặc là mình lấy cái này không, hoặc là mình lấy cái này phải liên quan cái này, mà lấy cái này thì liên quan cái này với cái này. Mình nói là bây giờ mình chỉ muốn cái planning board. Đúng rồi, nhưng mà cái được cái giá này á là nó đã tính ra cộng luôn 500 chưa, hay là cái giá này là no, cộng 500 luôn? Cái giá này là cái giá của cái package này. Nhưng mà cái giá của package này là đã tính luôn cái package này rồi, tính luôn. Nó có luôn, nó có, tức là 1845 đồng này á là nó có cái này, nó có hết ba cái này. Còn cái này á là trong cái xe premium thì nó đã có rồi. Thằng nào mà mua cái base á thì nó mới phải cần có cái này. Cái này chỉ cần power gear regate thôi chị. Chị muốn cái này. Nó không muốn cái này lấy á là mày quét, mày sẽ cho quét cái tính là một cái đâu. Mình cho cái zip code mình vô thì nó tính ra đó. Còn chị hai cho cái zip code ở trên này á, mắc hơn 500. Nhưng mà của chị hai là ấy hả? Của chị hai là, nhưng mà nó tính là phi rồi luôn. Nó tính ra rõ ràng tiền phi là bao nhiêu, tiền giấy tờ là bao nhiêu, tiền gì là bao nhiêu. Rồi thì nó nói rõ ràng đó. Bao lấy cái này hết. Lúc này cuối tuần em làm đồ ăn nó phụ em luôn ha hả? Oh, very good. Em giao cái chuyện đó cho Mary rồi. Very good. Nó làm được nhiều thứ. Vậy đỡ. Nó nở lên kìa con. Đó ăn với giống như ấy đây hả? Cửa thấy hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá. What do you call that one? What do you make that one? What do you mean you don't know? Boy son.
cái đó xong rồi gói cái này vô rồi gói cái thịt vô hả? Oh, very good. Đây này là chef tương lai, đầu bếp. Good. Nó làm mấy lần năm đầu nó rẻ xong rồi xong mình quên mình cứ tăng lên cái mình đồng ý rồi tự nhiên mình mà cái ông này có nói là có muốn cái này cái muốn cái này ông nói ok ông viết down hết rồi he gave me a different one ông nói là ông có cộng cái này vô nữa tại vì cái này nó cần add very little nhưng mà nó thành ra nhiều khi là nó bảo hiểm gì vậy bảo hiểm nhà bảo hiểm xe chị hai đang bị cái cái đó thì mẹ đó nó tại có của cha hai bị á là của cha hai bị là nó nằm ở trong cái chị sáu nè at four accident thì nó cứ nằm những cái thằng đó nó lên 6 months she pay like 1600 và nó tăng lên để nó đẩy chị ra. Chị chạy xe lên nhưng mà chưa như cái này nó chỉ mới phân nửa đường thôi chưa tới cái chùa thấy người ta vẫn còn chạy xe tuốt lên trên nữa đấy à. Ủa vậy cái chùa nhìn tại sao vô quê chưa có cái chùa tại sao we right here we didn't see you nhưng mà we are, nhưng mà đi quay chúng ta đang Will you still see the door? See up there? Đâu đây là cái chùa trên này là đạo Thiên Chúa. Catholic up here. Buddhism đâu đây? Oh, bây giờ làm sao how we get to the chùa? Walk down. This one you guys can play chess. Đấy. Yeah, đánh cờ tướng right here. Chờ nó để cả đống đây rồi mày chờ gì? Wow, đi lúc lên trên đó nữa hả? Rồi dạ, cô. Ok, rút quân, rút quân. Rút quân xong rồi. Mấy ông này cũng nói dù ăn ăn, nhưng mà mấy ông không biết cái đâu. Mấy ông này cũng nói dù ăn ăn á. Ăn gì? Ăn á. Ừ, nghe nói. Bảo. Tại sao không ra đây đứng đi, đứng đi, chị và con. Trúng đâu? I make it. Ứng người nó nhóc rồi. Rồi, 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 nó đây, nó đây.
đào miêu dít bát út bài út ra hè quý đào miêu dít cho cái nắp kinh Thank you.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oh. Mấy dẫn đường hình giá ra như tức là ai muốn đánh chuông là đánh hả? Vậy à? Ờ, vậy hả? Ok. Đánh ba cái giống như người ta rồi đó. Vậy là tương lai chú Hùng lên đây tu được rồi đó. Đúng rồi, đâu, đâu rồi, cao trọc rồi. Đâu có trọc rồi. Đã mặc áo sáng luôn rồi nữa rồi. Mà chưa biết cái này. Và anh biết mà anh không có lên, anh chưa có đi này bây giờ. Nên đi. Có nước uống thì không có cố tình mà chụp hai người cháu bay mà cho hai người cháu mình đứng nó che bớt ánh sáng để hai người đừng bị tối. Yeah, blue right here. Này là accent. Này là accent. Này là Turin. Tắt nè. Mami đâu? Cái này ngồi thấy cao nè. Cao. Ngồi cao nè. Em nghĩ là ngồi cao. Thấp. Thấp không? Thấp. Nhưng mà có thể nó cho có đường đẩy lên mà không biết đẩy thôi. Anh nghĩ là ngồi cao hơn chiếc nó xăng. Để em ngồi vô thử coi. Mở cửa ra cho nó đỡ nóng. Này ok hả? Ngồi thấy có vẻ hơi cao hơn.
cái bên bên driver seat thì không có khe là thì anh nâng lên cao lên được, còn còn cái bên đây thì nó không có dặn thôi. Đâu đẩy seat ra tới lui thử coi cho nó khác không? Vô ngồi thử nó có đẩy cao được không? Không, cái này thì mình nó có vẻ cao hơn cái chiếc nó xanh. Bên tài xế thôi, tài xế thì nó cao lên được, tại chị có ngồi bên tài xế thì thử mà, nhưng mà chị không có ngồi thử bên này. Nhưng mà cái này thì right now đó thì từ gì nó ở trong bạc kinh gót thì nó okay. Nhưng mà nó khi mình chạy ngoài đường thì mình không biết là nó sẽ ra làm sao thôi. Only test drive. Looks sad and rough. When you know, man, when you open and you touch it, it's so hard. Oh, nó có hai camera trên đó. Ờ, hai camera trên. Một cái camera chính giữa đây không? No, hai camera hai bên. Còn xe kia là ta. Forester này. First touring. Oh, touring. Không có cái màu mà. Thằng này không có cái đo. Chưa có nói gì hết, nó mình chưa nói gì hết. Thường là chỉ trả giá thôi. Không, nhưng mà nói chuyện là nó 29.000 mà nó chưa có cái package mà mình muốn. Package okay, chị muốn là cái này package 13 nè. Có cái fly spot and then cái này chưa có fly spot hả? Chưa. Oh. Nó chỉ có cái package đầu tiên 500 đồng thôi. Oh, okay. Thằng này không có cái đo. Thành ra bây giờ là nếu nào này nào có đá đâu lỡ có chiếc nào cây có đá thử cái chân cái không, chiếc đá nó phải có phải chìa khóa mới được hả? Nó phải có ao bắt hay cái gì nó mới ừ. Cái chiếc không có đá. Thì đó mình ông già mà ông nhắc mình chú mà bên kia ông nói đó mình nói ông cười hẻ hẻ ông nói cái đó không có. Nhưng mà bây giờ mình chỉ có ý mình muốn nhìn thấy cái màu đó coi nó ra sao thôi mình. Blue. San Jose. Dragon fruit. Actually, this one come from my house. Actually. Then he played like that. That good. Nice. Nice, I like this one.
màu này, sắc này hay là sắc đó mà đậm hơn, hay là đậm này. Cho cái này giống như của anh nè. Tí mày có một loại đũa này hả? Có loại khác nữa. Ăn ít cơm. Đũa này thôi, đũa đũa gõ đi đũa kia khỏi rửa, lấy cái đũa này phiền cho mình ăn. Nó đũa này mới ở đi. Không, okay, okay. Người ta chưa ăn mà lỡ cái gì chưa ăn mà. Thôi được rồi, ta không phải đổi đũa chi vậy. No, we like the đũa này. We just want to hold. We just look at. We chỉ muốn coi, chỉ muốn mua thêm thôi. Cái kiểu mua cái loại đó. Ông chủ, mấy em ăn lẹ lẹ đi chứ để anh chị nó lấy củ lớn hết á, phải không? Lỡ hết củ lớn. Ờ, cái món này very good. Ok, đây nè, bỏ thịt bò. Cái gì? Hai ngăn này hả? À, độc đáo vậy. Bây giờ chị ăn cái gì bỏ vô. Thì cái này có hai ngăn lận. Dạ hả? We carried a bunch. We passed them down. This is all we got for you. Right here, this side right here, guy. Yeah, we only had an odd number of chopsticks, so here. Don't ask me what happened, Adam. What did the guy eat? Nothing. Oh, that's good. Anh bắt theo là sung sướng đây. Nói tôi đầy đủ. Bắt theo. Mẹ làm cho. Ủa sao tự nhiên không? Mày đã bỏ cái tay. Bỏ muỗng ra. Ok. Nhỏ nhỏ. Hey, how you doing? Cho con nửa cái thôi. Uống đi con không sao hết. You can drink that and that's not too bad. Yeah, I just drink one. Bỏ vô con ai đó con. Nghe sao mà đắt đó. Chả trứng còn nữa. Chả trứng còn nữa nha. Cái này là chả trứng nè hả? Bố làm cho em nó mà không có chỉ em nó ăn chứ tụi nó không biết cho nó ăn. Chị hai ơi nó sôi rồi nè, bỏ thêm cho nữa đi. Chị là hết em show đem mà ham lên. Tức là một nửa cái bịch bỏ vô trong cái một nửa cái bịch nó đặt hai. Nó sôi ham tí thì chạy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boy. What? Oh, it's good. I don't remember losing. What happened to your ball? We only have an odd number of chopsticks. He had high jack. Hey, he was going to show me the art. Đừng mày cái tay làm cháu ăn hổ lốt thì nó quen. Có tầm bảo là mình thanh như vậy không có mà. Con ăn món đặc đâu không phải đó hả? Vô đây một ít đi. Cái này được rồi đó thầy. Even if you're just eating rice. Thằng được rồi hả tí? Yeah. Good. Bên đây ấy thôi thôi. For the trứng. Trứng ngon lắm. Yeah, it's very good. Ít thôi. Con ăn ít như vậy rồi xong rồi. Nó con ăn là thí dụ như ăn canh chua nó có mang được mấy cái ra nữa không chị? Hey, where all the eggs go? Con trứng làm gì ở đằng đó nữa? Ăn với gì? Cái này là hình như là cái này với trứng ăn với cơm cho mấy đứa mà nó không ăn được cái này. Nathan, con có muốn cơm quá. Nathan, bắt đầu đi. You want cơm? Cơm đi nè. Rồi cơm còn một nồi nữa nha, cứ ăn đi nha. Mời chủ nhà, thank you. Hết cơm. Oh, sorry. Có cần nói gì không? I love you. Một anh ơ bánh gì? Cái gì? Bon appetit. Ơ bai nè, ơ bai. Chứ không có nói gì nữa hả? Chồng em lịch sự mà. Chị hai có tiêm gấu gì không chị hai? Không. Không à? Có tiêm bố chứ. Dạ, có tiêm bố chứ, chị hai có xe mới rồi. Yeah. Yeah.
xem ở đâu ra có đâu. Chưa có mà không. Chưa có mới phải cần tuyên bố chứ có. Đúng á, anh thấy ổng bưng chừng 6 cái chén mà giống như thạch vậy đó. Thì anh nghĩ là bưng lên đó, người ta cúng xong rồi người ta cho mình ăn. Anh nghĩ là vậy thôi. Nhưng mà chị hai nói em nói là có ăn uống đâu về. Ở chừng chạy xuống thấy cái nhà. Cái nhà vô trong đó để bé. Chỉ có những cái nhà chỉ nằm để bé lý vậy thôi. Để nó có cái hốt để bé bấm. Bé được dùng đó, bé muốn nằm, bé muốn. Nhưng mà ai cho mình cái khứ? Cái cốt nó viết tiếng Việt Nam, đúng rồi, Việt Nam. Nó post the dry outside. Nhưng mà nó chỉ có one request là bé phải cởi giày ra mới vô thôi. Nhưng mà cốt là tiếng Việt Nam mà viết bằng chữ là 3, 4, 5, 6 cho người Mỹ họ đọc không được hay là người... À đúng rồi, những thứ gì vậy? Thấy người Ấn Độ lên đó, người Tàu lên đó, họ không được, chỉ có người Việt Nam mình thấy cốt bấm là vô nhà ngồi nằm sướng sướng. Rồi... Cái này á. Rồi có cái nhà ở trên cốt cao á, cái thì nó nói một năm nó chỉ mở một lần. Không, tại vì đúng ra đó, họ có những người volunteer. Ví dụ những người bà mà chị hai, những người bà chị xe cho hai đơn là họ volunteer hết. Đúng rồi. Họ, tại vì họ thấy vậy họ thích quá, họ muốn làm thế anh chị không? Và có những người cũng như chị hai, ví dụ chị hai ở đây á, thì tuần nào cũng lên hết. Thì là lên rồi không làm chuyện này làm chuyện kia thì thôi. À, tại mới đầu á, cái ông mà ông lại ông giọng cái chuông á, Vũ Hùng nhớ không, ông lại ông giọng chuông á, thì anh nghĩ là ông này ông làm trong này, thì nó tới giờ ông giọng cái chuông. Xong rồi đâu cũng giờ đâu. Ờ. Đấm chuông gì đấm mà. Xong rồi anh nói chú Hùng lại nghe đấm chuông. Tới đánh rồi chứ. Dạ. Anh bảo tới là chụp hình được không? Nhà mình giống như ngố hình vậy. Ngố hình mới là tiền cả sẽ được. Người ta đi, người ta đang đọc kinh cầu nguyện. Tám tay đánh một cái bum, một cái đấm tao phải mô. Mà chuông hay lắm. Trên đồi cao mà chuông. Bà con đi là chị chỗ nấu ăn như thế nào cho nó cho ai cũng nói hết, nghe kiểu mấy cô Phi cũng nói. I know. Biết ra đâu. Mà chắc cái bữa nào mình khoai leo lên đó một chuyến rồi mày. Bố đi chuyến đi. Bố là con, cái bây giờ bố nghe nó từ bay từ bay từ bay. Vì sao hả? Biết cái nói cái gì không? Ok. Vì sao cái chưa đi? Chủ nhật tao tính đi đi sang Mexico. Chủ nhật thì mới ăn với em. Hay là tuần sau sau đó nữa. Tuần sau đó đi tao cho nhật ở chủ nhật này như gai quan như gai khăn cô nó có trung thu á. Trung thu đến khi mà mình đi ra mình có nhờ đợi lần sau anh lên nữa đi xe mới để anh chở em lên đó. Muốn cho bây giờ nó còn thích thì bây giờ cho nó đi chứ mai mốt lên. Trung thu thì nó có nó dạo bước nó coi người ta lồng đèn lồng lồng đèn rồi nó bán phố rồi nó có diễn hành ở đâu? Cũng ở trên đó luôn hả? San Francisco. Dạ. Yeah. Ở phố Tàu á, phố Tàu năm nào cũng tổ chức. Đó là hả? You like it? Ngon, cái nào cũng ngon hết. Cái này ngon. Cái này có to go nếu mà mấy thằng nhỏ không ăn. Không, cái đó không được. Có. Đó không được. Bé. Cái đó nó ăn nó kỳ với bánh bò đó bé ơi. Ngộ độc. Thứ thì không sao. Hai thứ đó. Kêu là lang băm lang thì gì cũng có. Food in the accent. Cười như vậy có hiểu không? Hey, cái này của Trinh đó, tại sao Trinh làm nó khác với của Tâm? Ok. Anh sẽ giải thích tại làm sao khác phải không? Nhiều màu. Cái gì trong trong miếng tàu, nhiều miếng hả? Ừ. Xin để miếng là cái gì nữa vậy? Miếng tàu với lại nấm mèo. Bây giờ hồi nãy Trinh coi bao bao á, tức là bao nhiêu bao thịt thì bao nhiêu miếng. Nói vậy khó quá, giờ nói vậy cho dễ chứ nói nhưng mà suy chi còn cũng vậy. Mỡ nhiều nên chiên nó nhì giòn luôn. Mỡ nhiều. Cái thứ hai á, chiên cầm giùm qua đá đi giúp. Nhưng mà mỡ không. Không. Vừa phải đó nhiều quá. Thấy gì đá đi gì bé không? Hả? Dạ. Cái chảo đó, nhưng mà cái chảo đó là chính dốc ra cái mỡ của cái chảo vô mồm. Nói chuyện bây giờ nhìn cái chảo á chị đâu ra. Để nghe. Để computer nghe. Chụp hình như vậy mình cười, mình giáp bộ mình cười một cách. Bao nhiêu cái gì là chứ. Quay phim ra mình có đâu có giả bộ đâu.
không có vui vẻ được lâu vậy. Không vui vẻ được lâu hả? Là ba cái đứa mèo. Chụp hình anh không có chụp anh vô quay phim. Nghe nói chứ. Chứ không bà Hà, bây giờ ăn xong chụp hết. Giờ nó đơn giản là từ vì chính không cái thằng em ơi. Kỳ này mình mua xe free. Kỳ này gì? Vì bé còn thiếu anh 10.000 đô. Kỳ này em trả được rồi đó. Đúng rồi, cái xe của anh Phong á là 40.000, em trả 10.000, còn 30.000 thì anh chị trả. Đúng rồi, sao nó dai được tầm toàn nó bỏ gì. Bé nó ăn vàng quá. Thấy không? Con nó là bằng chất nước. Nó bằng chất nước rồi. Không. Bỏ hành tây bánh bánh giòn nhưng mà cắt không hết. This is after. Look at that. Cái đó có hai con này con không bỏ ra. Cười tí, cười tí, cười tí. Trời ơi, bà mới nuốt nữa nào rồi. Cái đó mới là hết. Bà mới nuốt nữa nào. Cái đó mới là hết. Ghê quá. Vui là. Nhà lá ồn quá ha. Cái này là nhà lá nó ồn quá. Nãy cái miếng thịt nó dưới này nè, nãy thấy không? Nãy ai là người đứng kế bên từ trên làng? Tao đứng kế bên như đó, nó cỡ này nè. Tôi bao ba, bao bốn bao. Chính to là từ vì mình. Thì hôm lâu lâu quá là một cái. Ngồi xuống đi em. Giống như chị có đi biển. Ngồi bên kia em. Chị có đi biển ở Long Beach hay là LA không? Bé cũng xin là vậy. Rồi nhúc cái người hay rồi người sẽ hơi không về cái chỗ đó thì ai no là bà Thảo không biết. Honolulu á nó chỉ có lên lại là ăn uống á nó rẻ. Người Việt Nam bây giờ tiêu tiền đều nó nhiều. Hiểu không? Nhưng còn ok, cái thằng này this is what I recommend. Cái nào phải cho một con chip nữa. This is what I do why? Tại vì khi mình dùng một cái á thứ nhất mình dùng một cái mà đâu có dùng hết cái surface đâu mà còn mau hơn sạc cái này xài được lâu lắm mà khi giặt á nó không đau tay nó mau khô xí đi xuống đây đưa mà nó không sờn cắt ra làm tư á cái đó là cắt ra làm tư á. Rồi cái đó chùi cái này luôn không? Cái khanh này anh muốn chùi gì anh chùi, tức là cái khanh này lau chén là cái nó anh thấy nó khô chưa, mà cái khanh này khanh cũ nha, khanh mới nó còn khô nữa. Ok, như vậy là đúng với chị hai rồi. Đúng với chị hai ba. Đúng với chị hai rồi. Không đúng, nó chùi luôn. Chứ để bà. Đã, nhưng mà recommend á, này nó về cô bé chắc. Nhưng mà chị recommend á, cách thanh như vậy nó xài được lâu á, mà nó lúc giặt đó khỏe không có đau tay. Cái kia đâu chưa? Nè, lúc nè, nhà Trinh nè. Ta cắt ra hết rồi đó, cắt ra là đó chưa? Có đó, mấy đẹp là ta lấy cái lấy làm đồ mới. Nó chờ chuyên quốc chứ. Rồi, đó work, ok, thank you. Boy, girl là tối ngày chỉ có ấy thôi, chỉ có chơi game thôi. Đấy không? Boy, girl là chỉ có game thôi. Yeah, khi mình nói chuyện đó đó. Yeah. Yeah, đi lớp nói chuyện. Who watch TV? Chú Hùng watch TV hả? How about you? What are you doing? You play game? Wow. Good. Very Hawaiian. Yeah, that's good. Sẽ đi một cái luau. Coi tàu. Rồi con mau ấy. Ừ. Tại mình thích, tại vì nó giống Việt Nam cho nó đi nó có suối rồi nó có coi pineapple, coi mango rồi nhưng mà chị sáu thì con mê. Tự bị á, hôm bữa ngồi á, anh cũng nhưng mà ngồi nó lật, mà kiếm thì không có bị lật. Sao khi nói để bữa nào phải đi kiếm cái gì để mà
Làm gì mà rót dữ vậy mà lật. Ừ chính thì không có lật nhưng mà. Đâu Trinh ngồi xuống anh coi thử coi. Đừng cho bày gì rồi. Cái này con cái nhà nhà thì nó ngồi lặt mấy lần rồi mới đi cho. Hay chơi cái cây này là cây gì? Cây này hả? Cái cây là kỳ đó bẻ mấy người tròn cây đó. Bẻ cái cho nó nghe là chiếc nhà nó bẻ nè. Cây này là cây ở nhà anh. Ừ nó bẻ đó. Yeah. Mà cái thằng này á biết không? Không thể nào mà giết nó chết được cái đó. Tại vì nó trồng nó dùng nó ra như vậy nó tự nó lên. Yeah, với lại trồng nước. Trong nước nó không cần trồng cần làm gì trong nước. Ừ. Cây này anh cho em nhiều lắm. Cây này em về em trồng nước nhà đẹp này, anh cũng trồng nước nữa. Thành ra tao về tao với ông không tự lộn, ông không tự lộn ra tao tự cho nó là không mấy người khi nói là phải đi của cây nhà ta đi sợ chỗ đi chơi không luôn luôn người dân á đang sống thì chết là nó. Rồi. Hai ngập này đừng có nó đỏ nè. Nó đỏ quá nè, chiếc đỏ. Tao lột thử. Mẹ đi. Rồi, come here. Đất mẹ đi nè. Rồi. It's over here. Wow. I want to smile but I can't. Nữ hình. Come to sing a song for your mom. Come sing a song for your mom. Okay, you can. Who got away? Whose birthday is it? Turn it off. I got warm. Turn it off. Are you at war with these guys? Turn it off. You guys, did I tell you the book? You want me to? Can we just get it over with? Oh, wow. Right. Oh, it's been a bad food since dinner. Dì Trinh, rồi mấy mía. Rồi hát cái gì bé? Quan có đèn cày. Quan đón đón đèn cày. Serious, đàng hoàng chứ. Cái này là 18 à 19 đây. Trên chụp hình trên. I'm sweet 16. Yeah. Đứng ở chỗ này đứng trống chỗ nhiều quá trong khi chỗ này để mà Trinh vô, để mà Trinh vô. Mấy bà đằng trước đi, mấy thằng con nít bây giờ nó cao. Thằng Trung nó đứng chị, không có thấy nè. Giờ đây mà chết thôi mà chị em mấy bà hóa bụng vô. Đứng đứng bên này, đứng bên này. Hai thằng anh tí ở trên có thấy không? Anh Phong phải đứng chui vô nữa. Rồi, tí phải vô nữa. Có thấy gì không? Yes. Nè nè nè, đứng như vậy rồi. Thấy người chúng ta quăng cái loại số số. Quăng mò. Hở bụng vô. Hở bụng ra. 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 Hở rồi, đây thầy không cho đi. Chị hai phơ, chị hai để nó cũng hùng vậy, nó cũng thấy bự. No, 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 1, 2, 3, 4. The administration went on vacation. Hey guys, not yet. Hai thằng đó. Nó xin là son nữa chứ. But we need the, where's the dance? Yeah. Where's the candle? Where's the candle? Candle đang làm mà. No. Now escalating. I am not going to escalate. Just escalating. Bước đi gơ. Vâng, chị Trinh đang kiếm đèn cây. Hát đó.
Hey, that's my seat. Don't even think about taking this left after the clear treaty. Happy birthday to you. Birthday girl, say something. Thank you for all the little people. My party. Oh, it's your party. You can cook your own too. Jen, Jen, oh, happy anniversary, Jen. I need a new cake. Không, không. Quay lại, đúng rồi. Còn ai nữa không? Còn ai nữa bất đi không? Xây cái bánh lời nữa. Oh, Mary. What? I want a picture of Mary and the cake. Okay. I just want to let you know this is the only chef that can make two cake into one. A birthday cake and a happy birthday cake. Oh wow, that's beautiful. Hình như là anh Trung là sous chef đâu rồi. Anh Trung là helper chef đâu. Anh Trung là sous chef hả? Yeah. Rồi, sous chef đâu, trời ơi. Rồi, cắt đi. Vậy thì chuột, tới phiên cắt với chuột. Có dao, có dao. Có dao, có máy trong thương mà. Gọn cách. No, it's more for, you know, basically mobile ripoff of StarCraft. Cái đó là thay đi. Red is mine. Yeah, it's supposed to be very good. Yellow is premium. Come and get your cake, boys. Boys, go first. No. No, go first. Go first. Go first. No, they don't. Boys go first. Well, got first. Mary, do you want ice cream cone? Me too. Ice cream too. Boy, one first. Yes. You want a scoop? We have a scoop. Yeah, thank you. That's the right way. Oh, really? Oh, that's the way. More? To do. Baby? I didn't know that. Okay, go back to the top. Especially okay, like making a chocolate, like you burn it out together. One way, you know. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Hey, I'm simply maximizing my productive output. Okay, I'm not rồi cho thằng con đi. Min-maxing is money. Yeah.
Rồi. Dừng cá khô. It's the industrial military complex. Me. Me. Yes. Chung ăn không? Chung ăn ice cream không Trung? This is my ice cream. Thử coi. Em ăn cá bự á. Good. Phải nói good rồi mới được, chứ đừng nói. Nhầm nhầm đi. Cái này cho ai? So what did you do with the one I gave you? I gave it to Jonathan. Anh Sam muốn một miếng cà rem. Cà rem không thôi. Đâu ấy trái bự ra thử coi em gì em Trinh. Cắt trái bự đi. Ăn trái bự ra thử coi cho mỗi người thử một miếng. Đâu có. Bỏ gì bé hai cái. What about my anniversary? Oh. Okay. We gave you a song. That's it, dude. Okay, you can play game now. Yeah, you have. Two scoop ice cream, right? Two scoop. Ăn dữ vậy. It's his anniversary. Don't touch. Where do y'all? Good. Rồi, ai nữa? Bé. Bé cũng ăn nữa. Anh Hùng chưa có. It's my birthday. Don't judge. Bớt đi gơ mà không cho ăn không được à. One scoop. Rồi thì ông ăn nữa. Anh Hùng ăn đi. Me the last one. One water. He wants some ice cream now. Can I have some ice cream? Bữa nay đổ rác hả? Đổ rác xong rồi. Thì hả? Hồi đó nhớ cái chỗ này có cây gì bự lắm mà. Chứ không phải là bà đó bà đụng hả? Rồi bye bye.